Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sáng sớm nay, sương mù đã xuất hiện ở các tỉnh thành miền Bắc, phần nào ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông của người dân. Đến trưa chiều nay thì sương tan dần và trời hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ so với 24 giờ trước, cao nhất ngày đạt mức 23 cho đến 25 độ. Đây cũng là mức nhiệt tại thủ đô Hà Nội vào trưa chiều nay, đi cùng là độ ẩm giảm thấp nên trời sẽ hanh khô. Đến tối giảm về dưới mức 20 độ, trời rét và quý vị chú ý trang phục ấm áp cũng như uống bổ sung đủ nước cho cơ thể khi đợt rét còn kéo dài trong thời gian tới. Với miền Trung, mưa cũng giảm nhanh, chỉ còn rải rác vài nơi từ khu vực Đà Nẵng trở vào. Tuy nhiên thì trời còn nhiều mây nên nhiệt độ chỉ tăng nhẹ khoảng 1 độ. Trời còn lạnh ở Bắc Trung Bộ và mát mẻ ở khu vực Nam và Trung Trung Bộ với mức nhiệt dưới 30 độ. Thành phố biển Đà Nẵng còn có mưa trong hôm nay, song lượng mưa phổ biến dưới 10mm, nhiệt độ cao nhất trưa chiều đạt mức 27 độ, đến tối thì chỉ còn 23-24 độ. Dự báo từ ngày mai, mưa sẽ gia tăng trở lại tại đây, cũng như các tỉnh thành ở Trung và Nam Trung Bộ, nên người dân cần có kế hoạch sinh hoạt phù hợp trong dịp cuối tuần này. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nắng vào trưa chiều, nhưng cường độ nắng không mạnh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là 26 đến 29 độ, còn tại Nam Bộ từ 31 đến 33 độ. Sau đó, từ chiều vào tối, mưa có xu hướng gia tăng, tập trung ở miền Tây Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh ở miền Đông Nam Bộ nhưng mưa vẫn diễn ra nhiều trong chiều tối nay. Cục bộ có điểm có mưa vừa. Trong mưa dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Về nhiệt độ thì duy trì ổn định, ngày đêm phổ biến ở dưới mức 32 độ, trời dịu mát. Đến đây, bản tin thời tiết trưa ngày 26 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.